À, cậu hai. Cậu ơi, chúng ta cùng vui vẻ đâu có đẹp của tôi. Tôi không chờ được nữa đâu. Buông tôi ra, thả tôi ra, buông tôi ra. Lão già khốn kiếp. Mày là thật thất bại. Tại sao mày lại có mặt ở đây chứ? Hả? Ông làm già khốn nạn, cướp người tôi yêu thương. Tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông. Thì ra đêm đó là mày hả? Lần trước may mắn, lần này thì không đâu. Khốn nạn! Tao nghĩ là mày quá thật, quá tội nghiệp. Gia tài bị tao đâm hết, dù mày là người thừa hưởng. Ngay cả mỹ nhân cũng bị tao giật mất luôn. Đúng là ông trời giúp mình thật rồi. Con ra tay giết cha, cha vì tử dây mà bắn chết. Một cái chết thật hoàn hảo. Cái bản di chúc chết tuyệt của lão hội đồng cha vợ mình sẽ thành một mảnh giấy lộn vô tác dụng. Tất cả tài sản của lão ta sẽ là của mình. Thật là hoàn hảo, hoàn hảo hết sức mong đợi. Vậy là tôi đã trả được mối oán hận trong lòng của tôi cho ông rồi, lão già khốn kiếp. Vậy là đêm nay tất cả mọi nỗi oán hận mà mình mang trong lòng sẽ kết thúc viên mãn. Thằng nghiện suốt này, có oán trách thì mày nên trách ông ngoại của mày, cũng vì lão ta đã lừa tao, đã ức hiếp tao, đã dìm tao trong nỗi nhục đáng sợ nhất của một thằng đàn ông. Nên nhìn này, mày phải đền trả. Cha, cha tha mạng cho con. Đừng ăn thịt con giống như hồi nhỏ nghe cha. Con cừu hai huân đâu rồi? Mau ra đây đi. Bà sói đi tìm nãy giờ đói bụng quá rồi nè. À, mẹ Liễu. Mẹ Liễu à, mẹ có thấy con cừu hai huân đâu không? Chứ nãy giờ bà sói đi tìm đói bụng quá. Con cừu hai huân nó biến mất rồi, tôi không biết đâu hết trơn á. Hay là bà sói đi tìm nó đi. Sao? Vậy để bà sói đi tìm nha. Cái mông của ai mà đẹp quá vậy ta? Ba, qua đây coi. À, bắt được rồi nha. Ăn thịt nè, ăn thịt nè. Mẹ Liễu à, bắt được cừu hai huân rồi nè. Mẹ tính mần món gì đây hả? Tao không thể bỏ qua cơ hội vẹn toàn thuyết giờ này được. Tao phải giết mày để trả thù cho mối nhục mà tao phải mang trong lòng mấy chục năm nay. Tao không thể tha cho mày, tuyệt đối không thể. Trước khi tao thay đổi quyết định. Đi! Đi! Dạ. Mình sống thế này, Nguyễn Ba Tốt mà yếu đuối như vậy sao? Tại sao mình không giết nó? Tại sao?
sao?